hai người này sẽ khi đến với nhau sẽ gặp nhiều cái nguy hiểm và có tai ương là liên tục kéo tới. Nếu mà không nhanh tay hóa giải thì cũng dễ gặp nhiều cái điều rủi ro, duyên mỏng, phận mỏng, đúng không ạ? Và thì có điểm báo là tan vỡ, rạn nứt trong chuyện tình cảm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, việc chọn vợ lấy chồng là một điều hết sức là quan trọng, và chọn được một cặp đôi hoàn hảo để chúng ta đi cùng nhau đi đến hết cái con đường này, hết cuộc đời là một cái điều mà ai cũng mong muốn. Trong tử vi học thì cái cung lục sát là một trong những bốn cái cung xấu theo quan điểm của Bát Trạch ấy. Cái cung lục sát nó là thuộc cái sao phân khúc, đây là một trong hướng xấu mang lại cho những gia chủ khi mà lấy nhau sẽ gây ra những cái tai nạn về nước, lửa, dâm đãng, thị phi. Đấy, cung lục sát cũng gây nên những cái điểm xấu và không tạo ra cái sự đồng nhất trong cái quan hệ vợ chồng, và nó có thể tạo ra những cái đại họa, những cái tai họa khi phối hợp với cái mệnh quái khác đó. Vậy nên là gì, khi chọn tuổi vợ chồng thì đặc biệt chúng ta cần phải tránh những cái cặp lục sát này ra, đúng không? Những cặp lục sát lấy nhau thì bị hao tài tốn của, vợ chồng lận đận, cuộc sống thì bất hòa, con cái thì gặp nhiều sự cố không hay xảy ra. Vị trí đó là những cái cung nào, đúng không? Chúng ta có các cung đầu tiên thì có cung gì, chồng cung tốn lấy vợ cung đoài, đúng không? Chồng cung tốn, đây tốn lấy vợ cung đoài thì phạm vào lục sát đó. Lục sát là cái cặp đầu tiên. Thì chồng cung tốn và cung đoài bao gồm những người nào? Chồng cung tốn thì sẽ bao gồm những người sau này: 1985 là tuổi Ất Sửu, 1973 là tuổi Quý Sửu, 1964 là tuổi Giáp Thìn, 2001 là tuổi Tân Tỵ, 1979 là tuổi Kỷ Mùi, 1946 và 2006 là tuổi Bính Tuất. Cuối cùng là những người sinh năm 1958 là tuổi Mậu Tuất. Những tuổi này mà lấy vợ cung đoài thì sẽ sinh ra gì? Lục sát. Cung đoài bao gồm những cung sau này. Đầu tiên là những người sinh năm 2009, những người sinh năm 1961 đấy, là tuổi Tân Sửu, những người sinh năm 1988 là tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1965 là tuổi Ất Tỵ, những người sinh năm 1967 là tuổi Đinh Mùi, và những người sinh năm 1982 là tuổi 1982 là Nhâm Tuất, những người sinh năm 1995 là tuổi gì? Ất Hợi đó. Khi mà phối hợp với nhau như vậy thì sẽ sinh ra gì? Lục sát. Ví dụ như là những anh sinh năm 1997 mà lấy vợ sinh năm 2009 đó thì phạm vào lục sát này. Hoặc là những người sinh năm 1985 mà lấy vợ sinh năm 2009, hoặc lấy vợ sinh năm 1988, hoặc lấy vợ sinh năm 1985 thì cũng bị phạm vào lục sát. Hoặc là những người sinh năm 73, 1973 tuổi Quý Sửu, Quý Sửu mà lấy những người sinh năm 1982 thì cũng phạm vào lục sát. Những người lấy những người sinh năm 1988 cũng phạm vào lục sát, đúng không? Những người sinh năm 1964 là tuổi Giáp Thìn mà lấy những người sinh năm 1967 là tuổi Đinh Mùi cũng phạm lục sát. Lấy 1965 Ất Tỵ thì cũng phạm lục sát. Lấy 1982 Nhâm Tuất thì cũng bị phạm lục sát. Đó là cặp lục sát đầu tiên. Có thể do nhiều nguyên nhân mà họ có những cái quyết định đến với nhau, nhưng mà thời hạn đến với nhau chưa được bao lâu thì đã cảm thấy là chán nản, buồn tẻ. Thêm vào đó là cái tài vận và mái ấm của gia đình kém sắc. Vậy nên là dễ lâm vào cảnh là gì? Nợ nần chồng chất. Do đó mà vợ chồng sẽ có nhiều cái biến hóa, nhiều cái tình cảm dẫn đến bất hòa và dễ bị chia ly và tan vỡ, đúng không? Các cụ nói là gì? Trai cung tốn lấy gái cung đoài, số sau cái đáng cực thân mình, lục sát tương xung phạm khắc hình, nhà cửa ruộng vườn tiền của sạch, cháu con cơ cực lắm đinh đinh. Đó là những cái xấu do gì? Do là cái cặp lục sát mang lại. Những người gì? Những người cung tốn lấy vợ cung đoài nhé. Đến cặp thứ hai chúng ta xét. Cặp thứ hai chúng ta xét là gì? Chồng cung chấn với vợ cung cấn. Chồng cung chấn, chấn mộc đúng không ạ? Lấy vợ cung cấn là cấn là thổ, cũng phạm vào lục sát đúng không ạ? Đây là cặp này. Chồng cấn, chồng chấn, vợ cấn nhé. Chồng cung chấn thì bao gồm những người sinh năm sau này. Cung chấn thì sẽ bao gồm những người sinh năm 1984 là tuổi Giáp Tý, những người sinh năm 1972 là tuổi Nhâm Tý, những người sinh năm 2000 là tuổi Canh Thìn, những người sinh năm 1978 là tuổi Mậu Ngọ, những người sinh năm 1945 là tuổi Ất Dậu, 2005 là tuổi Ất Dậu, những người sinh năm 1957 là tuổi Đinh Dậu, những người sinh năm 1993 là tuổi Quý Dậu. Đó là những người thuộc cung chấn. Ở cung đây chúng ta tính cung theo cung sinh nhé, cung xanh nhé, cung sinh nhé. Tiếp theo là những người cung cấn thì những người sinh năm sau này. Cung cấn mà có cung sinh ấy là những người sinh năm 1996 là tuổi Bính Tý, những người sinh năm 1974 là tuổi Giáp Dần, những người sinh năm 1950 hoặc là 2010 ấy là tuổi Canh Dần, những người sinh năm 1962 là tuổi Nhâm Dần,
1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 1968 là tuổi Mậu Thân, 1947 hay là 2017 là tuổi Đinh Hợi. Những người sinh năm 1988 là tuổi Mậu Tuất, những người sinh năm 1983 là tuổi Quý Hợi. Đó. Thì ví dụ như là những người sinh năm 1984 mà lấy 89 đó thì lại cũng rơi vào gì lục sát, hoặc là gì 84 mà lấy 83 thì cũng rơi vào lục sát. Đó. Hoặc những người sinh năm 1972 mà lấy gì những người sinh năm 1983 thì cũng phạm một lục sát này, 1978 mà lấy 1962 phạm lục sát đó, vâng. Thì quý vị xem cái năm sinh mà trên màn hình nhé, và quý vị tự để chọn cho mình xem là kiểm chứng lại xem là mình có bị phạm vào cái lục sát này không. Nếu mà hai người lấy nhau mà phạm phải cái cung lục sát này thì cuộc sống khó là hòa thuận, mặc dù là có số phu thê nhưng mà vợ chồng cũng gì vào cái hai cung này thì sẽ cực xấu. Gia đình thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn, vợ chồng thường xuyên cãi vã và bất đồng quan điểm với nhau, vì thế cái tài vận thì nó không được vượng và cuộc sống thì ngày một khó khăn, con cái sau này thì cũng gặp nhiều cái trắc trở và thì không được hạnh phúc. Đó là chồng cung cấn, chồng cung chấn lấy vợ cung cấn thì phạm lục sát. Cặp tiếp theo chúng ta xét là chồng cung ly lấy vợ cung khôn, đúng không? Chồng cung ly lấy vợ cung khôn, chồng cung ly lấy vợ cung khôn thì cũng phạm vào gì, phạm lục sát. Đó. Chồng cung ly thì bao gồm những người nào? Chồng cung ly thì bao gồm những người sinh năm sau này. Những người sinh năm 1975 là tuổi Ất Mão, những người sinh năm 1951 là tuổi Tân Mão, hoặc là 2011 là Tân Mão, những người sinh năm 1963 là tuổi Quý Mão, những người sinh năm 1954 là tuổi Giáp Ngọ, những người sinh năm 1990 là tuổi Canh Ngọ, 1942 hoặc 2002 là tuổi Nhâm Ngọ, và những người sinh năm 1969 là tuổi Kỷ Dậu. Đó là những người cung ly. Cung ly nhá, cung ly theo cung mệnh, không phải cung mệnh đâu mà là theo cung sinh nhá. Thứ hai là gì? Ly lấy khôn thì là phục vị, đúng không ạ? Những người cung khôn, vợ cung khôn sẽ là những người sinh năm sau này. Những người sinh năm 1999 là tuổi Kỷ Mão, 1977 là tuổi Đinh Tỵ, 1953 là tuổi Quý Tỵ, 2013 là tuổi Quý Tỵ, 1944 hay là 2004 là những người sinh năm Giáp Thân. Những người sinh năm 1956 là tuổi Bính Thân, những người sinh năm 1980 là tuổi Canh Thân, những người sinh năm 1982 là tuổi Nhâm Tuất, và những người sinh năm 1971 là tuổi Tân Hợi, đúng không? Ví dụ như là những người sinh năm 1977 mà lấy những người sinh năm 1963 hoặc 77 sẽ đến năm Đinh Tỵ ấy. Đinh Tỵ mà lấy thì Quý Mão hoặc là lấy Kỷ Dậu thì cũng phạm vào lục sát. Hoặc là những người sinh năm 1975 mà lấy 77, tức là Ất Mão mà lấy Đinh Tỵ thì cũng phạm vào lục sát. Đó. Những người mà nam mà cung ly mà lấy nữ cung khôn thì kết hôn với nhau theo cung tử vi thì sẽ được gì? Không được tốt. Hai người này sẽ khi đến với nhau sẽ gặp nhiều cái nguy hiểm và có tai ương là liên tục kéo tới. Nếu mà không nhanh tay hóa giải thì cũng dễ gặp nhiều cái điều rủi ro. Duyên mỏng, phận mỏng, đúng không ạ? Và gì có điểm báo là tan vỡ, rạn nứt trong chuyện tình cảm. Đó là gì? Trai cung ly mà lấy vợ cung khôn. Xét theo cặp tiếp theo là chồng đoài và vợ cung tốn. Chồng đoài vợ tốn, chồng cung đoài vợ cung tốn, tốn mộc, đây nó cũng là lục sát, đúng không ạ? Chồng đoài vợ tốn nhé. Chồng cung đoài vợ cung tốn thì những người cung đoài thì bao gồm những người sinh năm sau này. Những người cung đoài bao gồm những người sinh năm 2009 là tuổi Kỷ Sửu, những người sinh năm 1961 là Tân Sửu, những người sinh năm 1988 là tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1965 là tuổi Ất Tỵ, những người sinh năm 1967 là tuổi Đinh Mùi, 1982 là tuổi Nhâm Tuất và 1995 là tuổi Ất Hợi. Đó là những người cung đoài, có cung sinh là cung đoài nhé. Tiếp theo những người có cung sinh là cung tốn thì bao gồm người sau này. Những người sinh năm 1985 là tuổi Ất Sửu, những người sinh năm 1973 là tuổi Quý Sửu, những người sinh năm 1964 là tuổi Giáp Thìn, những người sinh năm 2001 là tuổi Tân Tỵ, những người sinh năm 1979 là tuổi Kỷ Mùi, những người sinh năm 1946 hay là 2006 là tuổi gì? Tuổi Bính Tuất. Và cuối cùng là những người sinh năm 1958 là tuổi Mậu Tuất. Đó là những người có cung tốn. Thì khi mà cung đoài mà kết hợp với cung tốn, hoặc là những người sinh năm 1988 mà lấy vợ sinh năm 1997, hoặc là lấy vợ sinh năm 2001 hoặc 2006 thì đều phạm lục sát. Những người sinh năm 1973 mà lấy vợ sinh năm 1988 hoặc là 1982 hoặc là 1995 thì cũng phạm lục sát. Những người sinh năm 1979 là Kỷ Mùi mà lấy 1982 là Nhâm Tuất hoặc là 1988 là Mậu Thìn thì cũng phạm lục sát. Đó là những cái cặp mà gì? Cặp gọi là cung đoài, chồng đoài
chồng đoài vợ tốn, đúng không? Chồng đoài vợ tốn thì phạm lục sát. Thì cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng chồng đoài vợ tốn ấy, cái sự nghiệp dễ xảy ra những sự lẫn lộn khiến cho gì cái sinh nhai sẽ bị mất đi, và tiền tài cũng gì từ đó mà gì mà biến mất. Cái chuyện tình cảm của vợ chồng thì ngày một phôi pha, ngày một gì rạn nứt, và gì dễ phát sinh tình cảm với những người khác giới, người ngoài luồng. Con cháu thì thiếu sự chăm nom của cha mẹ nên không được ngoan ngoãn và gì và không được có hiếu đó, cuộc sống sau này cũng sẽ để khổ cực. Vậy nên là gì, quý vị cũng nên là cần phải xem xét thật kỹ trước khi lựa chọn nhé. Nếu mà lỡ rồi thì chúng ta tìm cách hóa giải, còn nếu không thì khuyên con cháu của mình không nên chọn những cặp này đó. Cặp tiếp theo chúng ta chọn là chồng cấn vợ cung chấn, đúng không? Chồng cung cấn lấy vợ cung chấn thì phạm vào lục sát đó. Những người cung chồng cung chấn chồng cung cấn thì bao gồm những người sau này. Những người cung cấn là những người có cung sinh, là những người sinh năm 1996 là tuổi Bính Tý, 1974 là tuổi Giáp Dần, 1950 hay là 2010 là tuổi Canh Dần, 1962 là tuổi Nhâm Dần, 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 1968 là tuổi Mậu Thân, 1947 là tuổi Đinh Hợi, 2007 là tuổi Đinh Hợi, 1958 là tuổi Mậu Tuất và 1983 là tuổi gì Quý Hợi đó. Cung chấn thì sẽ có những người sinh năm sau này. Những người sinh năm 1984 là tuổi Giáp Tý, những người sinh năm 1972 là tuổi Nhâm Tý, những người sinh năm 2000 là Canh Thìn, 1978 là tuổi Mậu Ngọ, 1945 là tuổi Ất Dậu, 2005 là tuổi Ất Dậu, 1957 là tuổi Đinh Dậu và 1993 là tuổi Quý Dậu. Ví dụ như là những người sinh năm 1996 mà lấy vợ sinh năm 2000, đúng không? 96 Bính Tý và 2000 là Canh Thìn, để thân Tý Thìn là tam hợp nhưng mà lại bị gì? Bị phạm vào lục sát. Hoặc là những người sinh năm 1974 mà lấy vợ sinh năm 1984 hoặc là vợ sinh năm 2000 thì cũng bị phạm vào lục sát đó. Những người sinh năm 1950 là tuổi Canh Dần mà lấy vợ sinh năm 1972 chẳng hạn, 72 hoặc 1957 là tuổi Đinh Dậu, hoặc là 72 là Nhâm Tý thì cũng phạm vào lục sát đó. Vậy nên là quý vị cần phải lưu ý, hai người này khi lấy nhau ấy thì tuy khởi đầu có sự nghiệp rất là bền vững đó, tiền tài thì khá là đầy đủ, khá là dư thừa, nhưng mà từ từ sẽ gặp nhiều cái chuyện không an tâm và tài lộc cũng từ đó mà biến mất. Vợ chồng thì tâm tính thì thất thường và dễ gây ra những chuyện tranh cãi, hạnh phúc gia đình thì từ đó mà gì cũng bị tan vỡ theo, không được bền vững đó. Vậy nên là gì, quý vị cần phải lưu ý nhé, lưu ý về cặp này. Cặp tiếp theo chúng ta xét đó là gì, cặp chồng khảm và vợ càn. Đây, chồng cung khảm vợ cung càn thì cũng rơi vào lục sát. Chồng cung khảm thì gồm những người sinh năm sau này. Những người sinh năm 1986 là tuổi Bính Dần, những người sinh năm 1998 là tuổi Mậu Dần, những người sinh năm 1976 là tuổi Bính Thìn, những người sinh năm 1952 là tuổi Nhâm Thìn, những người sinh năm 1955 là tuổi Ất Mùi, những người sinh năm 1991 là tuổi Tân Mùi và những người sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất. Đó là những người cung khảm, nam cung khảm, đúng không ạ? Và nữ cung khảm bao gồm những người sau này. Cung càn thì bao gồm những người có cung sinh thuộc là những năm 1943 hay là 2003 là tuổi Quý Mùi. Đấy. Những người sinh năm 1960 là tuổi Canh Tý, 1966 là tuổi Bính Ngọ, 1981 là tuổi gì? Tân Dậu. Những người sinh năm 1987 là tuổi Đinh Mão. Những người sinh năm 1994 là tuổi Giáp Tuất và cuối cùng là những người sinh năm 2008 là tuổi Mậu Tý đó. Ví dụ như những người sinh năm 1952 là tuổi Nhâm Thìn mà lấy những người sinh năm 1960 là tuổi Canh Tý, được gì thân Tý Thìn tam hợp nhưng mà lại bị vướng vào gì vào lục sát. Hoặc là những người sinh năm 1943 mà lấy những người sinh năm 1952 thì cũng dính vào lục sát. Quý Mùi gặp Nhâm Thìn thì cũng phạm vào lục sát. Hoặc là những người sinh năm 1966 là Bính Ngọ, lấy 1970 là Canh Tuất đó thì cũng bị phạm vào lục sát. Hoặc là những người sinh năm 1987 mà lấy những người sinh năm 1986 thì cũng bị phạm vào lục sát đó. Đó là gì? Đó là chồng khảm vợ càn. Những người nam cung khảm lấy vợ cung càn thì phạm lục sát. Những người này khi lấy nhau thì đây là một cái điểm báo không được tốt cho lắm, nên duyên vợ chồng nhưng mà đời sống lại không được thuận hòa. Hai người thường xuyên xảy ra những cái sự tranh cãi và cái sự bất hòa, dẫn đến là hai bên là khó có thể đồng cảm và thông cảm cho nhau. Cuộc đời thì gặp nhiều long đong đợn đợn, khó bề mà được yên bề gia thất đó.
Đó là trường hợp mà chồng cũng khảm, vợ cũng khảm thì cũng không được tốt. Thì quý vị cũng hãy xét, tìm hiểu xem và comment xem cái năm sinh, xem cái trường hợp của mình có đúng nhé. Tiếp theo chúng ta xét một trường hợp nữa, đó là chồng cung khôn lấy vợ cung ly. Chồng cung khôn mà lấy vợ cung ly thì cũng phạm vào gì? Vào lục sát. Đó, vào lục sát. Những người cung khôn ấy bao gồm những người sau này. Cung khôn bao gồm những người có cung sinh sinh năm 1999 là tuổi Kỷ Mão, 1977 là tuổi Đinh Tỵ, 1953 hay là 2013 là tuổi Quý Tỵ, 1944 là hay là 2004 ấy là cái tuổi gọi là Giáp Thân, 1956 là tuổi Bính Thân, 1980 là Canh Thân, 1982 là Nhâm Tuất và 1971 là tuổi Tân Hợi. Đó là những người có cung mệnh là cung khôn. Tiếp theo những người cung ly thì có cung sinh là sinh năm, những người là sinh năm sau này. Những người sinh năm 1975 là tuổi Ất Mão, 1951 là Tân Mão, 1963 là Quý Mão, 1954 là Giáp Ngọ, 1990 là Canh Ngọ, 1942 hay là 2002 là tuổi Nhâm Ngọ và 1969 là tuổi Kỷ Dậu. Đó. Ví dụ những người sinh năm 1975 mà lấy những người sinh năm 1977, đúng không? 75 là Ất Mão lấy Đinh Tỵ thì cũng là phạm vào lục sát. Hoặc là những người sinh năm 1951 mà lấy những người sinh năm 1953, 51 là Tân Mão mà lấy 53, 53 là Quý Tỵ thì cũng phạm vào lục sát. Những người sinh năm 1954 là Giáp Ngọ mà lấy những người sinh năm 1956 là Bính Thân thì cũng phạm vào lục sát. Đó. Hoặc là những người sinh năm 1969 là tuổi gì? 69 là Kỷ Dậu mà lấy những người sinh năm 1971 là Tân Hợi, hoặc là 1982, 1980 là Canh Thân hoặc là Tân Dậu, Tân Hợi thì đều bị phạm vào lục sát. Phạm vào cái số kiếp này thì cặp vợ chồng khó có thể có được cái niềm vui và hạnh phúc bền vững. Nhiều chuyện rủi ro thường xuyên xảy ra và tai ương hoàn toàn có thể ập đến bất cứ khi nào. Đấy. Khiến cho hai người phải chịu cảnh sầu bi và buồn thảm. Cuộc sống thì tương lai thì rất là mơ hồ và thì không khó có thể thay đổi được. Đó là những cặp vợ chồng gì? Trai cung khôn mà lấy gái cung ly. Chúng ta sẽ cặp tiếp theo là trai cung càn mà lấy vợ cung khảm. Đó thì cũng phạm vào lục sát, đúng không ạ? Trai cung càn lấy vợ cung khảm thì phạm vào lục sát. Đây là cặp đôi hết sức phải lưu ý vì chồng càn vợ khảm thường xảy ra các chuyện là xung khắc, long đong, lận đận, đúng không ạ? Và gì? Khó có thể sống được với nhau đến đầu bạc răng long. Cặp này kiểu gì đi kiểu dễ xảy ra chuyện chia ly tan vỡ. Đó. Những người cung càn, chồng cung càn thì bao gồm những người sinh năm sau này. Những người sinh năm 1943 hay là 2003 là tuổi Quý Mùi. Những người sinh năm 1960 là tuổi Canh Tý. Những người sinh năm 1966 là tuổi Bính Ngọ. 1981 là tuổi Tân Dậu và 1987 là tuổi Đinh Mão. 1994 là tuổi Giáp Tuất và cuối cùng là những người sinh năm 2008 là tuổi Mậu Tý. Đó là những người cung càn. Những người cung khảm thì bao gồm những người sau. 1986 là tuổi Bính Dần, 1998 là tuổi Mậu Dần, 1976 là tuổi Bính Thìn, 1952 là tuổi Nhâm Thìn, 1955 là tuổi Ất Mùi, 1991 là Tân Mùi và 1970 là tuổi Canh Tuất. Đó. Thì cặp vợ chồng này càng lấy khảm thì cũng không được tốt. Nó phạm vào lục sát. Đấy, lục sát thì gì? Càng gặp cảnh này thì phu thê ất sẽ gặp nhiều chuyện buồn. Đó. Đó là 80 cặp vợ chồng mà phạm vào cái công lục sát. Đúng không ạ? 8 cặp phạm vào công lục sát mà tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thì nếu mà hai người muốn tiến tới, khi mà phạm phải công lục sát mà hai người muốn tiến tới được với nhau thì sẽ có nhiều cái chuyện là rắc rối xảy ra. Cụ thể là đời sống hôn nhân thì thường xảy ra không ổn định. Vợ chồng thì thường cãi vã bất hòa và sự nghiệp thì không được tốt. Và khi phạm điều này thì phái mạnh thường là không chịu khó làm ăn, không lo làm ăn, hay rượu chè cờ bạc và con cháu thì chịu nhiều cái tác động ảnh hưởng không tốt đến với cuộc sống. Vì vậy mà nếu mà những người mà dâng cung lục sát thì cần phải tìm cách hóa giải thật sớm. Đó là những chia sẻ của tôi về những cặp vợ chồng lấy nhau phạm phải cung lục sát. Quý vị, nếu mà quý vị thuộc những cặp này thì quý vị có thể comment cái cuộc sống của mình ở bên dưới để chia sẻ cho nhiều người được biết hơn và biết để mọi người cùng biết mà tìm cách hóa giải, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.